bạn thì mình rất vất vả khi mà mình đã giành được cái chiếc S24 Ultra để mà trên tay bạn coi. Nhưng mà thấy là xung quanh nó là sự kiện đang rất là đông, các media là KOL đều có đông các bạn. Rồi thì mình sẽ tập trung nói về con S24 Ultra trước ha. Thì về thiết kế thì nó sẽ có một chút xíu sự thay đổi bên ngoài. Đầu tiên đó là cái phần khuôn viền này nó sử dụng cái chất liệu là khuôn viền titan. Thứ hai là cái mặt trước của cái máy thì bây giờ nó đã phẳng hoàn toàn rồi, nó không có để thiết kế bao công như là trên ngày trước nữa. Tham ra là về cái góc góc nhìn mình á là mình thích cái kiểu cầm này hơn. Còn về cái cụm camera sau hay là mọi thứ thì nó vẫn tương tự so lại cái này đồng thôi. Còn đây là bên trong, đây ha, đây là sự kiện bên trong của nó nè. Thì cái độ sáng màn hình nó thì hãng cũng đã nâng cấp lên cho nó độ sáng nó sẽ cao hơn. Và tất nhiên rồi, cái chất lượng hiển thị trên cái chiếc S24 Ultra nó vẫn rất là tuyệt vời, rất là tốt, không có điểm gì để chê cả. Cho nên là cái việc mà bạn có xài hàng ngày cho cái nhu cầu đa phương tiện là xem phim hay là mọi thứ video chẳng hạn đi đều rất là tốt ha. Samsung cũng nâng cấp về cái con chip lý là riêng dòng S24 Ultra nha, riêng dòng này thì nó sẽ dùng con chip lý là Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, được tối ưu dành riêng cho cái chiếc máy này. Tâm ra là mình nghĩ là nó sẽ có một cái năng vượt trội, thì khi nào mình có một cái máy chính thức á thì mình sẽ trải nghiệm cho bạn coi sau. Còn giờ mình sẽ nói sơ về bên ngoài thôi ha. Bây giờ mình sẽ nói về cái điểm nhấn lớn nhất trên cái dòng S24 C nói chung hay là trên cái S24 Ultra nói riêng, đó là về cái khả năng AI của nó. Thì ở đây mình sẽ có một bạn bên Samsung, bạn sẽ nói sơ sơ về những cái điểm nổi bật mà liên quan về AI để cho bạn coi. Điểm nhấn đầu tiên lần này sẽ là cái phần cycle to search. Thì mọi người thay vì trước đây mình tìm kiếm một số sản phẩm nó khá là lâu, khá là mất thời gian, thì Samsung lần này đã tích hợp cho mình cái tính năng trên cái phím home của Samsung để tìm kiếm một sản phẩm khá là nhanh. Mình chỉ cần thao tác là giữ cái phím home và khoanh vùng cái sản phẩm mình muốn tìm kiếm, thì tự chủ động sẽ mang cho chúng ta lên những cái thông tin trên Google một cách nhanh chóng hơn, rất là tiện lợi cho khách hàng hay là mình sử dụng một cách hàng ngày rất là tiện lợi. Cái này nó cũng giống như bạn xài cái Google Lens vậy đó. Nhưng mà giờ nếu bạn nào mà xài Samsung thì giờ nó sẽ tiện hơn, là nó sẽ áp dụng gần như mọi cái gọi là giao diện luôn. Cả cao mà khi bạn chụp hình, quay phim, bạn xem phim, rồi đó, video gì đó, chỉ cần đè nút home thôi, bạn khoanh vùng là xong. Thí dụ nha, bây giờ mình đang muốn tìm cái đồng hồ đi. Rồi, để mọi thử em ha. Rồi, em tìm cái đồng hồ mình thử ha. Được rồi, mình chỉ cần đè phím home và khoanh cái sản phẩm của mình lại. Được rồi, thì đây đó. Google nó sẽ hỗ trợ cho mình tìm search cái những cái đồng hồ như là cái Minbin 2 đó. Hiện tại đây. Bây giờ chỉ cần đè vô là ra thôi, rất là nhanh. Nhưng mà bạn nên nhớ nha, là do đây là nó xài chung với lại nền tảng của Google, nên ra là nó sẽ cần có kết nối mạng Internet để mà nó tra được cái data trên mây và nó dò được kết quả này, bạn nên nhớ nha. Được rồi, thì nó sẽ có một cái tính năng gọi là tính năng hỗ trợ cho mình tóm tắt những cái mà hội thoại hàng ngày của mình cũng như là những cái ghi chú hàng ngày một cách thông minh hơn. Thì sau khi em note đây thì S24 Ultra mình sẽ có hỗ trợ cho mình là tự động định dạng, chuyển đổi những cái nội dung mình ghi chép và tóm tắt nội dung ý chính thành những cái đoạn văn bản rất là ngắn gọn và xúc tích. Bên cạnh đó sẽ hỗ trợ cho mình dịch nữa, bên cạnh đây và dịch cho mình tổng cộng lên tới 13 thứ tiếng, hỗ trợ cho mình làm việc rất là thuận lợi, cũng như là những anh chị mà chuyên gia về văn phòng cũng như là về hội họp khá là nhiều. Đối với sản phẩm S24 series lần này sẽ hỗ trợ cho anh chị là về cái trợ lý chỉnh ảnh chuyên nghiệp hơn, chuyên nghiệp. Thì đối với một cái tấm ảnh em thử chụp vào một bạn ở đây ha. Dạ rồi, thì tấm ảnh này nó khá là méo, cũng như em thì AI nó sẽ hỗ trợ cho mình phần chỉnh sửa này, chỉnh sửa một cách hậu kỳ rất là tốt. Những cái phần background này thì AI sẽ hỗ trợ mình vẽ lại một cách chính xác hơn, cũng như là em có thể tinh chỉnh cái phần chị này một cách nhỏ ngón ngon, ví dụ như vậy. Và phần background này thì AI sẽ hỗ trợ mình tạo ra những cái background đằng sau của nó một cách nó là thông minh hơn, và nó sẽ học hỏi từng ngày theo dựa trên những cái thói quen của người dùng và những cái dữ liệu mà khách hàng mang đến ha. Và bạn thì đó là những cái nhanh thôi về cái AI. Và còn cái điểm nó rất thích đó gì, đó là về cái phần dịch thuật khi mà mình gọi điện trực tiếp giữa hai người liên tục theo thời gian thực. Nhưng mà do là cái chiếc này là máy trưng bày, nó không gắn sim, nên ra mình sẽ không có demo được cái tính năng đó. Thì khi nào mình có máy chính thức á, mình sẽ demo cái tính năng đó để cho mình coi kỹ hơn nha. Ok, thì như vậy mình đã có một cái video mình cho bạn xem một vòng quanh nhanh cái sự kiện ra mắt S24 series tại Việt Nam. Thì bạn nào có ý kiến gì về clip này thì bạn có việc comment, còn chi tiết á, thì mình sẽ cố gắng mình trên tay mình làm thêm vài con nữa để cho bạn coi trong sắp tới. Rồi, chào các bạn.